Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Bút Mực chia sẻ với các bạn về cách mà chúng ta nhân giống những cây dâu tây và tạo thành quần thể để cho những chậu dâu tây đủ số lượng cây cũng như là cái quả cho sau này. Các bạn thấy đây là một chậu dâu tây chúng ta đã trồng. Đây là những cây dâu tây mà đã được mình trồng và vào những chiếc xô. Ban đầu nó chỉ có một cây cho một xô thôi các bạn ạ. Một chậu cây như thế này là ban đầu mình trồng một cây. Do cái mùa hè lắng nóng của khí hậu miền Bắc nên mình trồng nó sâu lên một tí. Nhưng ra quá trình ra mầm, các bạn thấy đây là mỗi một gốc thì mình mới nhân được mỗi một gốc là đạt 3 đến 5 cây. Nhưng mà thường một khóm như thế này là chúng ta lên để 9 cây cho một xô này. Sau khi vào tháng 9 âm lịch thì chúng ta lưng cái gốc nó cao lên bằng xô, mặt xô để cho cây ra hoa ra quả nó đỡ bị vươn và đỡ bị gãy. Đấy các bạn, đây là cây. Đấy các bạn thấy là đấy, chỉ một cây, mới đầu chỉ một cây thế này thôi các bạn. Đó. Như cây này đã được thêm là 4 cây, 5 cây rồi. Các bạn thấy này, cái meo của nó ra. Do mùa này mưa ẩm cái thứ là đấy, các bạn thấy là gốc này cũng đã được 5, 6, 7 cây. Nếu như một xô như thế này là chúng ta lên để 9 cây. Chúng ta lên để 9 ngò giống lên. Các bạn thấy này, khi ra quả vào mùa Tết, đón Tết hoặc mùa xuân thì những cái gốc cây này sẽ lên ra cho ra quả chúng ta rất đẹp. Đấy các bạn thấy những gốc này đều đấy bắt đầu ra ngò. Cây ngó là vậy thì chúng ta làm thế nào? Các bạn thấy là đây là những cái ngó lon. Cây mùa này bắt đầu mưa xuống và ra ngó lon. Đấy, như ngó lon thế này các bạn định vị cái số lượng trong cái chậu để sau này chúng ta ấy, và chúng ta thấy ngó bắt đầu ra chớm rễ non. Đấy, chúng ta tìm đúng vị trí, chúng ta bấm nó xuống, co nó lại đúng vị trí rồi. Các bạn thấy như vậy là chỉ sau độ vài hôm là rễ sẽ bấm xuống. Đấy, chúng sẽ phát triển rất nhanh. Các bạn thấy là đấy, như những cây này các bạn thấy chúng ta đếm được 1, 2, 5, 6, 7 cây rồi. Và những cái mầm này đấy, chúng ta để lên 9 cây. Đấy, các bạn thấy là lượng ngó ra rất nhiều. Đấy, sau khi chúng ta đấy, như vậy là chúng ta còn trông thấy cái chỗ quang đủ để phát triển, chúng ta găm nó xuống, chúng ta ghim nó xuống và cây nó sẽ ra rễ. Trong vòng một tuần là cây sẽ phát triển lên rất tốt các bạn. Mỗi một cái chậu này trước đây là mình trồng chỉ có một cây thôi các bạn nhé, một cây cái giữa chính đấy. Các bạn thấy là như vậy này, qua quá trình nó ra ngó thì mình đã ghim nó xuống. Đấy, các bạn thấy là những cái ngó ra rất tốt, cây đã bắt đầu phát triển xanh đều. Đấy, những cái ngó này các bạn tìm cái vị trí đấy, chúng ta cong vào cái vị trí mà chúng ta muốn để cái cây lên. Đấy, như cây này là mình găm đã bén rễ lên tốt rồi các bạn. Đấy, chúng ta ghim nó xuống. Như vậy là cái gốc này chỉ độ 2 tuần nữa là cây nó sẽ lên tốt. Vậy này sau những cây lên tốt rồi là ra 5 đến 7 lá là bắt đầu lại tiếp tục ra ngó. Vậy là chúng ta để, chúng ta nhân ra. Đấy, các bạn thấy là cây lên cũng tương đối là đều. Chậu dâu tây này mình trồng cũng được khá lâu rồi. Các bạn thấy như chậu này là đủ cái lượng cây. Các bạn thấy lên khá đều cây. Như cái chậu này là tới ra quả sẽ rất tốt. Đấy, các bạn thấy với những chậu như này là chúng ta đã đạt rồi. Bút Mực xin cảm ơn các bạn đã theo dõi xem video. Xin chào các bạn.